Chương 141, mất lý trí. Ba của Diêu Hữu Thiên đối với cô rất tốt, nhưng bà của anh thì ngược lại hoàn toàn. Trong trí nhớ của anh, không thân thiết với ba anh lắm, thỉnh thoảng gặp một lần, ba của anh thậm chí không dạy dỗ anh như những người ba khác. Anh làm tốt cũng không được ba anh khen, làm không tốt cũng không bị ba trách mắng. Anh còn nhớ có lần anh mang bài kiểm tra đạt 100 điểm đến cho Cố Học Vũ xem, ông cũng chỉ ừ một tiếng. Sau đó anh cố ý làm bài kiểm tra bị điểm không, ba anh cũng vẫn chỉ ừ một tiếng. Anh đánh nhau trong trường, người ra mặt chỉ có Uông Tú Nga. Anh được nhảy cấp, người ra mặt cũng vẫn là Uông Tú Nga. Anh thậm chí còn không nhớ nổi, ba anh khen anh lần gần nhất là lúc nào, hoặc là Cố Học Vũ từ trước đến giờ chưa từng khen anh. Cố Thừa Diệu, Diêu Hữu Thiên dường như cảm thấy tâm trạng của Cố Thừa Diệu suy sụt, cô không nhịn được mà sát lại gần anh hơn. Cố Thừa Diệu bất ngờ lấy lại được ý thức, nhìn thẳng vào cặp mắt sáng long lanh của Diêu Hữu Thiên, trong đó phát ra tia sáng mà anh không hiểu được, cặp mắt ấy cũng đang nhìn thẳng vào anh. Cố Thừa Diệu chớp chớp mắt, lúc này mới thấy chính mình tưởng rằng không quan tâm, nhưng thật ra lại hơi khó chịu. Mặc dù nhiều năm như vậy, không có được sự quan tâm che chở của Cố Học Vũ, anh cũng đã tự mình lớn lên, nhưng điều này làm cho mối quan hệ giữa anh và Cố Học Vũ thực sự không thể thân thiết hơn nữa. Anh còn nhớ rõ lúc trước trong lớp mình có một thằng nhóc, lúc nào cũng thi không đủ điểm, sau đó ba hắn luôn đánh hắn, lúc đó Cố Thừa Diệu đặc biệt hâm mộ hắn. Anh từng nghĩ nếu có một ngày Cố Thừa Vũ ra tay đánh anh, vậy cũng không tồi, ít ra trong mắt ông vẫn còn tồn tại đứa con trai này. Nhưng anh thi không đủ điểm, Cố Thừa Vũ cũng không hề đánh anh, anh chỉ còn biết tìm cách khác, vì vậy anh đã đánh nhau với một bạn nam trong trường bên cạnh. Anh đánh gãy hai cây xương sườn của đối phương, sau đó bị trường gọi điện cho phụ huynh. Anh tưởng ba anh sẽ tức giận, sẽ mắng anh, sẽ dạy cho anh một bài học. Anh thậm chí còn mong đợi Cố Học Vũ sẽ giống ba của bạn học rút chổi lông gà ra đập cho anh một trận, nhưng lại không có. Ông thậm chí còn không đến trường, người đến là Kiều Tâm Uyển. Bà vô cùng tức giận, giận anh làm loạn, mắng anh là luôn làm người khác lo lắng. Bà mắng anh một trận, rồi bà nội lại bên anh. Kiều Tâm Uyển cũng chỉ nói một lúc rồi thôi, nhưng ba anh vẫn là vẻ mẹ không hề có cảm xúc như cũ, giống như là anh làm cái gì cũng đều không liên quan đến ông. Sau này ông biết anh đánh nhau với người ta, cũng chỉ dùng ánh mắt không đồng tình mà nhìn anh. Sự dạy dỗ mà anh đã tưởng tượng không hề xuất hiện, cũng vào ngày ấy anh mới biết được rằng, anh có làm gì đi chăng nữa thì ba anh cũng không thèm quan tâm. Chính vì điều này mà có một khoảng thời gian, anh nghi ngờ chính mình có phải là con ruột của Cố Học Vũ hay không. Rất đáng tiếc, xét nghiệm en viết rõ, anh và Cố Học Vũ là cha con 100%. Điều bất ngờ là khi anh học đại học, cùng gây rối thị trường cổ phiếu, lại làm cho ba anh nổi giận. Trong lúc tức giận ông nói muốn vứt anh vào trong quân đội, đó là lần đầu tiên sự chú ý của Cố Học Vũ đặt lên người anh. Vì vậy mặc dù không thích ông can thiệp vào cuộc sống của anh, nhưng lại rất nghe lời mà nghỉ học 2 năm đi bộ đội. Cũng ở trong đó anh thấy được rất nhiều cuộc sống khác nhau, những gương mặt khác nhau, dần dần cũng mở rộng lòng hơn. Vì vậy mấy năm nay anh rất bận, vô cùng bận, bận mở rộng sự nghiệp của chính mình, bận sống cuộc sống mà mình mong muốn. Anh không muốn bản thân bị bất kỳ ai ảnh hưởng, nheo mắt nhìn vào Diêu Hữu Thiên, không chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ ai đấy, còn bao gồm cả Diêu Hữu Thiên. Cô có thể đi ngủ được rồi, anh không sao chứ? Diêu Hữu Thiên thấy rõ khoảnh khắc tâm trạng Cố Thừa Diệu trầm xuống ấy, mà ánh mắt anh hiện lên sự đau thương mà cô chưa từng thấy. Đau thương, vừa rồi cô có nói chủ đề gì khiến anh cảm thấy đau thương sao? Những vị công tử nhà giàu như anh thì có chuyện gì để mà đau thương chứ? Lẽ nào là vì người phụ nữ tên Yên Nhiên kia? Sắc mặt của Diêu Hữu Thiên hơi biến đổi, có lúc cô muốn cứ thế này mà rời đi, nhưng nhớ đến sự quyết tâm của cô, thì cô lại không nỡ. Bây giờ buông xuôi còn quá sớm. Cố Thừa Diệu, anh không sao chứ? Hỏi thêm câu nữa, cô không quên dùng khuỷu tay chạm vào trán anh. Cố Thừa Diệu vô thức trốn tránh sự đụng chạm của cô, nhưng vẫn bị cô chạm vào má anh. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại còn kèm theo nhiệt độ ấm áp của cô, nhẹ nhàng lướt qua má anh, giống như bị một cọng lông vũ vuốt qua. Cả người Cố Thừa Diệu ngay tại chỗ không cử động, nhất thời khựng lại nhìn Diêu Hữu Thiên. Diêu Hữu Thiên từng thấy rất nhiều biểu cảm khác nhau của Cố Thừa Diệu, tức giận, phẫn nộ, giằng co, phẫn hận, nhưng cô chưa từng nhìn thấy Cố Thừa Diệu như thế này bao giờ. Ánh mắt anh hiện rõ nét đau thương, giống như là cảm thấy vô cùng bất lực trước một sự việc nào đó. Anh vẫn luôn tự cao tự đại, tại sao lại có loại tâm trạng này? Cách giải thích duy nhất chính là sự tồn tại của người phụ nữ kia.
lúc này cô có thể bỏ đi, nhưng cô không muốn đi. Bàn tay vuốt trên mặt Cố Thừa Diệu không thu về, ngược lại tiếp tục dán trên mặt anh. Cố Thừa Diệu, anh thật sự yêu người phụ nữ ấy đến vậy sao? Lúc này việc mà Cố Thừa Diệu nên làm chính là đẩy người phụ nữ trước mặt ra, nhưng đối diện với ánh mắt sáng ngời của Diêu Hữu Thiên, cùng với những gì hiển hiện trong mắt cô, anh lại không đẩy tay cô ra, chỉ ngây ngồi nhìn vào cô. Cố Thừa Diệu, dáng vẻ của anh càng khiến Diêu Hữu Thiên lo lắng, đưa tay lên, lần này thuận lợi sờ được trán anh, không bị sốt, ngược lại vì hóng gió quá lâu nên hơi lạnh. Anh lạnh à, hay là vào trong đi. Cố Thừa Diệu vẫn đứng yên, anh nhìn Diêu Hữu Thiên, hôm nay cô mặc một bộ đồ ngủ sát nách, kiểu dáng chắc chắn không hề gợi cảm, nhưng vì động tác giơ tay lên của cô mà cổ áo hơi lệch về một bên, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy sự đầy đặn của cô. Dưới bầu trời đêm, đường cong như ẩn như hiện ở nơi ấy nhìn vào vô cùng sừng sững, lại còn trắng nõn. Ánh mắt tối sầm lại, anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Diêu Hữu Thiên. Trên ban công vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thổi vù vù của gió. Hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thế, không có bất cứ động tác nào. Cố Thừa Diệu nhìn thẳng vào mặt Diêu Hữu Thiên, mím chặt môi, mắt sâu thẳm. Cô hoàn toàn không nhìn ra được là anh đang nghĩ gì. Áo ngủ của cô vừa mỏng vừa nhẹ, bị gió thổi khiến cô thấy hơi lạnh, cơ thể hơi run rẩy. Do dự một giây, cô nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy eo Cố Thừa Diệu. Anh đơ người một lúc, cơ thể cứng ngắc tại chỗ bất động. Mặt cô dán vào nửa thân trên trần trụi của anh, da anh bị gió thổi nên hơi lạnh, vẫn là cảm giác rộng lớn, chắc chắn ấy. Tai cô dán vào trước ngực anh, thậm chí cô có thể nghe thấy rõ nhịp đập của trái tim anh, trầm ổn mạnh mẽ. Bản thân Diêu Hữu Thiên cũng không biết tại sao lại ôm anh, cô chỉ có thể dựa vào bản năng mà làm vậy. Gương mặt nhỏ nhắn cọ đi cọ lại trong ngực anh, cái cảm giác an toàn lại trỗi dậy, mà cô thật sự rất thích cảm giác này, thích vô cùng. Hai bàn tay buông hai bên của Cố Thừa Diệu vốn định đẩy Diêu Hữu Thiên ra, nhưng lúc này điểm đầy đặn nhất của cô, vì động tác cọ vào người anh vì vậy mà nó cũng nhẹ nhàng lướt qua ngực anh, cơ thể anh căng cứng. Diêu Hữu Thiên, người phụ nữ này, cô lại muốn làm gì đấy? Em lạnh. Diêu Hữu Thiên ngẩng đầu, trên mặt mang theo dáng vẻ tội nghiệp nhìn anh, lạnh quá, lanh thì về phòng mình đi. Khóe miệng Cố Thừa Diệu giật giật, định đẩy tay cô ra, nhưng Diêu Hữu Thiên lại vòng chặt trên eo anh, không chịu buông. Cố Thừa Diệu, em đứng lâu quá tê cả chân rồi, anh bế em về phòng nhé. Đồng tử trong mắt Cố Thừa Diệu co lại, gần như là nghiến răng mà nói, tự về đi, chân em tê thật mà. Diêu Hữu Thiên vừa nói vừa dựa vào người Cố Thừa Diệu, nghiêng mặt, không tự mình về phòng được. Cố Thừa Diệu đẩy tay cô ra, căn bản không muốn để ý đến người phụ nữ này. Ai mà biết được lúc anh đẩy tay cô ra thì lập tức cả người cô mềm oặt sắp ngã xuống đất đến nơi. Cố Thừa Diệu bất đắc dĩ phải đưa tay ra ôm cô vào lòng lần nữa, lần này da thịt hai người chạm vào nhau. Diêu Hữu Thiên đổi mưu kế khác, đưa tay vòng lên cổ anh. Cô định làm gì? Chủ động ôm ấp như vậy, cô thật là không biết xấu hổ. Diêu Hữu Thiên chỉ chớp chớp mắt, bộ mặt khó hiểu nhìn anh. Vừa rồi không phải anh nói anh là chồng em sao? Anh đã là chồng em vậy thì chân em tê rồi, để anh ôm rất bình thường thôi phải không? Diêu Hữu Thiên. Cố Thừa Diệu nhìn Diêu Hữu Thiên gần như là đang đu trên người mình. Cô có thể không biết xấu hổ thêm tí nữa không? Nếu nói về không biết xấu hổ thì như vậy mới đúng này. Diêu Hữu Thiên gật đầu, chữ cuối cùng vừa thốt ra, Diêu Hữu Thiên thu cánh tay lại, đặt môi mình lên trên môi anh. Cố Thừa Diệu không ngờ cô sẽ ra chiêu này, bị cô hôn đúng chỗ, trọng lượng cả người cô đều dồn lên Cố Thừa Diệu, mà cánh tay vừa rồi đang đỡ cô nay đã đặt trên eo cô. Cố Thừa Diệu bị Diêu Hữu Thiên hôn cả người đều trở nên bất thường, anh muốn đẩy Diêu Hữu Thiên ra, nhưng tay cô vòng chặt cứng, thậm chí cô còn dung lưỡi liếm trên môi anh, chiếc lưỡi mềm mại thơm ngọt ấy giống như một cọng lông vũ lướt qua môi anh. Cố Thừa Diệu đỡ người tại chỗ, trước khi lấy lại được ý thức thì bàn tay đặt trên eo cô siết chặt hơn, môi hé ra mút nhẹ, lưỡi của cô bị anh nuốt vào trong miệng, mỗi lưỡi giao thoa, hô hấp dần dần trở nên gấp gáp, lòng bàn tay có những vết chai sừng, nóng bỏng dày dặn, cách một lớp vải mỏng Diêu Hữu Thiên cảm nhận được những nơi mà anh chạm vào nóng như bị lửa đốt vậy. Nhắm mắt lại, cô buông mình chìm đắm trong nụ hôn ấy, cơ thể sát lại gần hơn, bàn tay của Cố Thừa Diệu trượt dần xuống, ngay lúc định vén váy ngủ của cô lên thì bàn tay còn lại đã theo bản năng mà tìm kiếm đến nơi đầy đặn nhất của cô, nắm nhẹ lấy. Hừm, Diêu Hữu Thiên không nhịn được mà rên lên một tiếng, tiếng rên ấy đánh thức lý trí của Cố Thừa Diệu,
lúc này anh mới phát hiện mình đã làm gì, mặt vừa đen vừa tái, bế Diêu Hữu Thiên lên, hô hấp của Diêu Hữu Thiên loạn nhịp, ánh mắt long lanh nhìn anh, nhưng anh lại trương ra bộ mặt lạnh lùng bế cô về phòng, gần như là ném cô lên giường của mình. Chương 142, người đàn bà độc ác này. Cơ thể Diêu Hữu Thiên nảy khỏi giường hai lần mới ổn định được, hô hấp vẫn hơi gấp gáp, trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng phủ đầy sắc hồng, mắt hạnh của cô vẫn có ánh nước, nhìn khuôn mặt mang theo vẻ mờ mịt của Cố Thừa Diệu một cái, chỉ một cái thôi đã không bỏ lỡ phần dưới lớp khăn tắm của anh, nơi ấy đã phồng lên, khuôn mặt cô lại đỏ lên, khẽ cắn môi, cụp mắt xuống, không dám nhìn, cứ như vậy, lúc này Diêu Hữu Thiên mắt ẩn tình, môi ngậm nụ cười, khuôn mặt lộ ra phong thái mị hoặc đã được người khác yêu thương. Ngay vào lúc Diêu Hữu Thiên cho rằng anh sẽ nhào lên, nắm tay của anh siết chặt lại, không nhìn Diêu Hữu Thiên, rời đi cực nhanh, cơ thể vốn hơi nóng của Diêu Hữu Thiên từ từ lạnh đi, mệt mỏi ngã mình xuống giường, khuôn mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng, lại có một chút mất mát, hình như, màn dụ dỗ bằng sắc đẹp của cô đã thất bại rồi. Và, sáng sớm, Diêu Hữu Thiên dậy rất sớm làm bữa sáng, mặc dù có chút chán nản với việc tối hôm qua mình không quyến rũ thành công Cố Thừa Diệu, nhưng tương lai còn dài, cô vẫn rất tin tưởng bản thân mình, huống chi rõ ràng Cố Thừa Diệu đã có phản ứng rồi, đặc biệt chuẩn bị sandwich, cà phê mà Cố Thừa Diệu thích ăn, ngoài ra chuẩn bị thêm sữa bò, bánh mì, hẳn là anh sẽ thích bữa sáng kiểu Tây đúng không? Có điều, Diêu Hữu Thiên không đợi Cố Thừa Diệu, cô đến gõ cửa phòng anh, Cố Thừa Diệu không ra mở cửa phòng anh khóa lại. Cố Thừa Diệu, dậy ăn bữa sáng thôi, không hề trả lời, bên trong không có chút âm thanh nào, khóa cửa, Diêu Hữu Thiên cũng không vào được, cắn môi, Diêu Hữu Thiên đi làm với tâm trạng cực kỳ mất mát như vậy, trước khi đi nhìn bàn ăn đầy đồ ăn sáng chưa hề động vào, khóe môi nhếch lên tạo thành nét cười chua xót. Cố Thừa Diệu, anh đúng là, trong văn phòng, Diêu Hữu Thiên nghe báo cáo của Tiểu Vi, giám đốc, người bên Hồng Cảnh nói, hiện giờ bọn họ đã bị mua lại rồi. Rốt cuộc hợp đồng mới phải thi hành thế nào, nhất định phải do bọn họ định đoạt, cô giúp tôi hẹn quản lý Lưu chưa, hẹn rồi à, có điều anh ta tỏ ý hiện giờ anh ta không làm chủ được chuyện này, phải xin ý kiến của ông chủ phía trên, vậy nếu chúng ta tố cáo bọn họ thì sao, quản lý Lưu nói, cho dù chúng ta tố cáo bọn họ, bên vi phạm hợp đồng là Hồng Cảnh chứ không phải công ty hiện tại, trầm mặc, tại sao sự việc lại trở thành thế này, Diêu Hữu Thiên thật sự thấy khó hiểu. Đã liên hệ với những công ty xây dựng khác chưa? Liên hệ rồi à? Tiểu Vi nói đến đây cũng có chút buồn bực, nhưng không biết có chuyện gì, người của những công ty vật liệu khác nếu không nói gần đây đơn đặt hàng quá nhiều bận làm không xuể, thì lại nói nguồn hàng của mình không đủ, còn có một nơi nói hàng của họ đã cho người ta đặt trước hết rồi. Hiện giờ tập đoàn Chính Phát có 3 công trình đều hợp tác với Hồng Cảnh, Hồng Cảnh đột nhiên gây náo loạn như vậy. Cho dù cuối cùng công ty Chính Phát có thể giành lại quyền lợi của mình, nhưng tiến độ của công trình lại thật sự phải chịu ảnh hưởng. Tiểu Vi hiểu rõ điều này, Diêu Hữu Thiên cũng biết rõ, tiếp tục gọi điện thoại cho quản lý Lưu, nói tôi muốn gặp anh ta, nếu như chuyện vật liệu xây dựng còn không giải quyết được, công trình kéo dài thêm một ngày chính là tổn thất thêm một ngày, mà công trình này do tập đoàn Chính Phát phụ trách, cô không muốn cho Cố Thừa Diệu bất kỳ cái cớ nào để gây khó dễ. Diêu Hữu Thiên đến địa điểm đã hẹn sớm 5 phút, dù thế nào cũng không ngờ người xuất hiện ở trước mặt không phải quản lý Lưu của Hồng Cảnh, mà là người tên Chiến Ly của ngày hôm qua. Diêu Hữu Thiên không ngồi xuống vội, trước tiên ánh mắt tìm một vòng trong phòng trà, không nhìn thấy bóng dáng quản lý Lưu, cô cũng không ở lại thêm, xoay người định rời đi. Cô không tò mò tại sao quản lý Lưu không đến à, một câu đơn giản đã khiến Diêu Hữu Thiên dừng bước, xoay người lại nhìn Chiến Ly, đôi mắt đẹp hơi híp lại. Trong mắt lóe lên vẻ phòng bị, hình như người của cô chưa chuẩn bị kỹ lắm thì phải. Chiến Ly cười đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, kéo chiếc ghế gần cô ra, chi bằng ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Diêu Hữu Thiên nghiêm mặt, lúc này trên khuôn mặt thanh lệ đầy vẻ nghiêm túc, không chịu chút ảnh hưởng nào của Chiến Ly. Hiện giờ, Hồng Cảnh là của tôi. Chiến Ly mấp máy môi, đôi mắt hẹp dài hơi cong lên, không chỉ riêng Hồng Cảnh. Số công ty vật liệu ở thành phố Y cô kể ra được đều của họ Chiến, ngón tay Diêu Hữu Thiên co lại, vùi sâu vào lòng bàn tay, anh Chiến muốn thế nào, cô nói gì vậy, lúc Chiến Ly nói, lại ngồi xuống vị trí ban đầu, tôi nghĩ, công trình ở khu du lịch đã dừng lại rồi đúng không, không riêng gì khu du lịch, còn cả hai công trình khác của tập đoàn Chính Phát nữa, chật chật,
tiếp tục tính toán thì tổn thất cũng không nhỏ đâu. Mục đích của anh, Diêu Hữu Thiên không nhìn thấu được người đàn ông trước mặt, nhưng không ngăn được bản năng của mình. Chiến Ly, người này rất nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn Cố Thừa Diệu mừng giận lộ ra mặt nhiều. Chiến Ly không trả lời câu hỏi của cô, mà gõ tay lên mặt bàn. Nếu như chính phát tố cáo Hồng Cảnh vi phạm thỏa thuận, kiện tụng vân vân, kéo tới kéo lui, ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Nếu bây giờ chính phát đi tìm công ty hợp tác khác, ít nhất cũng phải hơn nửa tháng. Chật chật, ba công trình, tôi nghĩ rằng, tổn thất này đúng là, Diêu Hữu Thiên đứng bất động ở đó, trong lòng rất rõ những điều Chiến Ly nói. Đối với chính phát mà nói, kéo dài tiến độ của mỗi một công trình đều đại diện cho tổn thất về tiền bạc. Cho dù chính phát có thể gánh vác được những tổn thất này, cũng không thể chống đỡ nổi những câu hỏi chất vấn của các cổ đông. Anh Chiến, anh quấn vào cái vòng lớn thế này, đơn giản là có toan tính, không biết anh toan tính điều gì. Vẻ mặt Chiến Ly thán phục, vỗ tay, cô Diêu đúng là một người thẳng thắn, nói chuyện với người như cô vô cùng thoải mái. Thấy Diêu Hữu Thiên thẳng lưng đứng đó, trên khuôn mặt thành lệ đầy vẻ kháng cự và nghiêm túc, anh đột nhiên bật cười, thật ra cô Diêu thông minh như vậy, tại sao lại không nhìn ra điều tôi muốn là gì? Lúc anh nói, ánh mắt quét lên người Diêu Hữu Thiên, ý tranh đoạt trong mắt rõ ràng như vậy, Diêu Hữu Thiên lại không phải kẻ ngốc, làm sao có thể không nhìn ra, tôi đã kết hôn rồi, còn nữa, xin gọi tôi là cô Cố, người cô thích là Cố Thừa Diệu, mặc dù giai đoạn hiện giờ anh không yêu mình, nhưng điều đó không cản trở tình cảm của cô, đương nhiên tôi biết cô Diêu đã kết hôn rồi. Chiến Ly giang tay ra, cô Diêu nghĩ đi đâu vậy, tôi chỉ muốn mời cô nhảy với tôi một điệu giống như lần trước ở quán rượu tại Bắc Đô thôi. Đồng tử trong trẻo của Diêu Hữu Thiên khẽ híp lại, nắm tay trắng như phấn buông ở bên người siết chặt lại, chỉ là nhảy một điệu nhảy thôi, cần tôi viết giấy bảo đảm không? Chiến Ly cười, ánh mắt sâu xa khó dò, không rõ ý tứ, trầm mặc. Lúc này Diêu Hữu Thiên thật sự không làm rõ được mục đích của Chiến Ly, nhưng, cô yên tâm, nếu như cô đồng ý nhảy với tôi một điệu nữa, tôi bảo đảm, vật liệu thép tập đoàn chính phát cần sẽ được đưa đến công trường ngay lập tức. Đương nhiên, cô có thể cự tuyệt, nhưng cô cần tin rằng, tôi có cách khiến công trình của tập đoàn chính phát kéo dài thêm nữa. Diêu Hữu Thiên không nói gì, nếu là người khác, đương nhiên là kẻ ngốc nói mê, nhưng là nhà họ Chiến, hít thở sâu. Cô hơi cụp mắt xuống, hy vọng buổi chiều có thể nhìn thấy vật liệu tập đoàn chính phát cần xuất hiện đúng giờ trên công trường. Thẳng thắn lắm, Chiến Ly đứng dậy đi đến trước mặt Diêu Hữu Thiên, vậy không biết lúc nào tiện cho cô Diêu nhỉ? Tối hôm nay, đánh nhanh thắng nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết vấn đề là cá tính của Diêu Hữu Thiên. Cô Diêu đúng là một người nhanh nhẹn, rõ ràng người khiến cô đồng ý điều kiện là anh ta, có điều bây giờ Chiến Ly lại đổi ý. Nhưng đáng tiếc là tối hôm nay tôi có chuyện phải đi công tác, chi bằng chờ tôi quay về. Được, mặc dù Diêu Hữu Thiên muốn nhanh chóng chấm dứt khế ước này một chút, nhưng đối phương không đồng ý, cô cũng không miễn cưỡng. Cô Diêu đi một mình ư, hay là nể mặt tôi, cùng ăn một bữa cơm đi. Không cần đâu, Diêu Hữu Thiên lắc đầu, khom người, tôi còn có việc, xin đi trước. Anh Chiến cứ tự nhiên, cũng không nhìn Chiến Ly, đã xoay người lập tức đi ra ngoài. Để lại Chiến Ly nhìn bóng lưng rồi đi của cô, vẻ mặt càng lúc càng biến hóa khó lường. Trước khi tan làm, Diêu Hữu Thiên đã xác nhận được ba công trường của tập đoàn chính phát lại tiếp tục thi công. Cô thở phào nhẹ nhõm, bất kể thế nào, chỉ cần công trình có thể tiếp tục, tổn thất tập đoàn chính phát chịu sẽ ít nhất. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là cô thật sự không muốn công trình khu du lịch trì hoãn, để Cố Thừa Diệu có cơ hội xem thường. Nghĩ đến Cố Thừa Diệu, trong lòng Diêu Hữu Thiên suy nghĩ buổi tối cần mua thức ăn gì, sáng nay tên đó không ra ngoài ăn bữa sáng, vậy bữa tối thì sao? Đối với Diêu Hữu Thiên mà nói, tâm trạng này vẫn là lần đầu tiên, muốn đối tốt với một người, muốn khiến một người yêu mình, muốn làm cho trong lòng đối phương có mình. Diêu Hữu Thiên rơi quá sâu vào mạch suy nghĩ của mình, thậm chí không hề chú ý, không biết từ lúc nào trước mặt mình đã có thêm một người. Diêu Hữu Thiên, lòng dạ cô thật độc ác. Hôm đó Triệu Nhân Uyên bị Triệu Bách Xuyên đẩy một cái, trán đập xuống đất, chấn động não, kết quả lại có rất nhiều người sợ phiền phức, không đưa hắn đến bệnh viện, cuối cùng vẫn là được một công nhân bảo vệ nhìn thấy, gọi điện thoại báo cảnh sát, mấy ngày nay hắn đều nằm ở bệnh viện, hôm nay mới xuất viện, cho nên hắn không quay về Bắc Đô, đương nhiên cũng không biết Diêu Hữu Thiên đã bảo Diêu Hữu Gia đừng đối phó với hắn nữa. Triệu Nhân Uyên, nếu nói trên thế giới này có một người Diêu Hữu Thiên không muốn nhìn thấy nhất,
vậy thì chẳng ai khác ngoài Triệu Nhân Uyên, sao lại là anh, không phải tôi thì là ai? Triệu Nhân Uyên tức giận, người đàn bà độc ác này, lại để mặc giang phu của cô đẩy tôi ngã xuống đất, hại tôi thiếu chút nữa thì chấn động não. Cô đúng là, chú ý đến cách nói chuyện của anh, vẻ mặt Diêu Hữu Thiên cực lạnh lùng, nếu như anh còn tiếp tục nói lung tung, tôi không ngại bảo anh ấy đánh anh một trận nữa. Đồ đàn bà độc ác, người đàn bà độc ác này Triệu Nhân Uyên chỉ vào Diêu Hữu Thiên, chỉ thiếu nước không động tay vào cô. Chương 144, anh dám thề không? Diêu Hữu Thiên lạnh lùng nhìn anh ta la mắng mình, trên mặt không hề có nét tức giận nào, mắng xong rồi thì anh có thể đi được rồi đấy. Triệu Nhân Uyên đột nhiên đưa tay ra dùng sức nắm chặt cánh tay Diêu Hữu Thiên, Thiên Thiên, coi như là anh đã sai được không, những gì đã qua đều là lỗi của anh, em bỏ qua cho anh đi nhé, anh trai em xém chút nữa làm anh phải phá sản, hiện giờ còn không cho anh một con đường sống nào hết, dù gì đi nữa chúng ta cũng đã từng yêu nhau lâu như vậy, anh còn cứu mạng em một lần, em không thể đối xử với anh như thế này, em vong ơn bội nghĩa, em, Triệu Nhân Uyên. Diêu Hữu Thiên dùng sức vùng khỏi tay anh ta, lùi về sau vài bước, ánh mắt quét lên người Triệu Nhân Uyên sắc lạnh như dao, bị ánh mắt ấy của cô lướt qua, Triệu Nhân Uyên nuốt ngụm nước miếng, Diêu Hữu Thiên mím chặt môi, đanh giọng cất lời nói tức giận, tôi công ơn bội nghĩa à, Triệu Nhân Uyên, anh cũng dám nói câu này sao, tôi chẳng có gì mà không dám nói, Triệu Nhân Uyên ngẩng cao đầu khí phách ngồi ngời con thêm sự phẫn nộ mà chỉ trích, tôi từng cứu cô, cho dù có làm sai điều gì, cô cũng không nên đối xử với tôi như vậy, đuổi cùng giết tận, cô là đồ đàn bà độc ác, tôi là đồ đàn bà độc ác, vậy anh thì là cái gì? Diêu Hữu Thiên cười khinh miệt, cô định cho Triệu Nhân Uyên ít sĩ diện, nhưng anh ta lại không biết xấu hổ đến mức này, vậy thì cô cần gì phải cho? Triệu Nhân Uyên, 5 năm trước người cứu tôi thật sự là anh sao? Ông trời làm chứng, anh dám nói một câu người cứu tôi là anh không? Đương nhiên, sắc mặt của Triệu Nhân Uyên thay đổi, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, vậy sao, Diêu Hữu Thiên cười, hay là anh thề đi, nếu người cứu tôi 5 năm trước không phải là anh, thì anh sẽ đoạn tử tuyệt tôn, chết không tử tế, anh thấy sao? Lần này Triệu Nhân Uyên ngây ra, hoàn toàn không thốt lên nổi, Diêu Hữu Thiên cười khinh miệt tiến lên một bước, Triệu Nhân Uyên, 5 năm trước người cứu tôi căn bản không phải là anh chỉ là đúng lúc có mặt lúc tôi tỉnh dậy, mà tôi vì bị ngất đi nên không biết là ai đã cứu mình. Sau đó lúc tôi tỉnh dậy, anh đem hết công lao cướp mất, tôi nói có đúng không, tôi không hiểu cô đang nói cái gì, Triệu Nhân Uyên đơ mặt, ánh mắt toát lên sự sợ hãi, tôi chỉ biết tôi đã cứu cô lại còn lấy oán báo ơn, Triệu Nhân Uyên, Diêu Hữu Thiên không muốn nhiều lời với người đàn ông trước mặt thêm phút nào nữa, nhưng cô không muốn để anh ta cứ lôi ơn nghĩa lúc trước ra nói, người cứu tôi năm đó, tôi đã tìm được rồi, chắc chắn không phải là anh. Lúc này thì sắc mặt của Triệu Nhân Uyên đã trắng bệch, cô nói láo, cô căn bản là, tôi có nói láo hay không tự anh hiểu rõ, nể tình trong 4 năm yêu anh đã chăm sóc cho tôi, chuyện trước đây tôi đều không muốn nhắc đến nữa, tôi chỉ hy vọng anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh, im lặng, Triệu Nhân Uyên mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại không cam tâm, Diêu Hữu Thiên thở dài, Triệu nhà An Uyên, tôi đã nói với anh trai tôi rồi để anh ấy không đối phó với anh nữa, sau này anh muốn làm gì thì làm, tự bảo trọng đi. Nói xong câu này, Diêu Hữu Thiên không nhìn Triệu Nhân Uyên thêm lần nào nữa, xoay người rời đi, bỏ mặc Triệu Nhân Uyên nhìn bóng lưng cô đột nhiên phát hiện những việc làm hơn 1 năm nay của mình, vô cùng giống một chú hề, mà anh thậm chí ngay cả cơ hội quay đầu cũng không còn nữa. Nhìn thấy Diêu Hữu Thiên cho dù anh làm bất cứ điều gì cũng không bị ảnh hưởng, trong lòng Triệu Nhân Uyên đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, mọi việc tại sao lại thành ra thế này, tâm trạng của Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không vì Triệu Nhân Uyên mà bị ảnh hưởng, cô đến siêu thị mua đầy một xe những món đồ mà Cố Thừa Diệu thích ăn, không chỉ vì nghĩ đến sự yêu thích của cô đối với Cố Thừa Diệu mà còn nhớ đến ơn cứu mạng của anh, không sai, người cứu cô năm đó, căn bản không phải Triệu Nhân Uyên, mà là Cố Thừa Diệu, từ lúc cô tìm được chiếc hoa tai của mình trong ngăn kéo của anh, Diêu Hữu Thiên đã biết được rồi, chiếc hoa tai ấy cùng với thời gian mà Cố Thừa Diệu đi lính, quan trọng nhất là cảm giác được Cố Thừa Diệu cõng trên lưng, cảm giác của cô trước giờ chưa từng lừa dối cô, năm ấy cô vừa học đại học năm nhất, cả đám người thấy như mình được giải thoát, quyết định cùng nhau đi chơi vui vẻ một lần,
chọn địa điểm tại khu vực ngoại thành thành phố Ô, ở đó có một ngọn núi nổi tiếng có tên là núi Phượng Hoàng. Sườn núi Phượng Hoàng rất dốc, đường lên núi cũng khó đi nhưng phong cảnh thì tuyệt đẹp. Diêu Hữu Thiên năm ấy mới học nhiếp ảnh, Diêu Đại Phát cưng chiều cô còn mua cho cô một chiếc máy chụp hình cơ đơn cho cô chơi. Cô cầm máy ảnh, suốt dọc đường đắm chìm trong phong cảnh, vô tình lạc mất các bạn. Đến lúc cô phát hiện ra thì đã bị lạc trong núi, bọn họ vốn là đến du lịch hoàn toàn không mang theo bất kỳ món đồ phòng thân nào. Cô lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình nhưng không ngờ được tín hiệu trong núi không tốt. Cô muốn leo lên điểm cao hơn để gọi điện thoại, nhưng bất ngờ bị trượt chân. Cô lăn từ trên dốc núi xuống tận chân núi Phượng Hoàng, điện thoại với máy chụp hình đều rơi mất đã đành. Cả người cô lại còn lăn dọc theo dốc núi, đầu đập vào một phiến đá rồi ngất đi. Lúc tiềm thức mơ hồ, cô cảm nhận được có người cõng cô lên, bờ vai của người ấy rất rộng, chắc chắn. Trong khoảnh khắc ấy cô thấy sự đau đớn trong đầu mình bắt đầu trỗi dậy, người đó dùng dây buộc chặt cô vào người mình. Ý thức của cô không được tỉnh táo nhưng vẫn cảm nhận được người ấy cõng cô lên núi. Có mấy lần cô tưởng mình sẽ bị rơi xuống nhưng sợi dây kia cột rất chặt mà bàn tay của người ấy từ đầu đến cuối đều đỡ trên người cô, không để cô bị rơi xuống hay nghiêng ngã. Bước từng bước chắc chắn, người ấy lại cõng cô về trên núi, rồi men theo đường núi về đất bằng. Cô nằm trên lưng người ấy, mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm giác vô cùng yên tâm, giống như có dù có phong ba bão táp, đều không sợ. Người đàn ông trước mắt này nhất định sẽ cõng cô, không buông cô ra. Đi suốt mấy tiếng đồng hồ, cô không còn nhớ nữa. Khoảnh khắc cơ thể được người ta đặt xuống, cô muốn đưa tay nắm lấy bàn tay của người ấy nhưng vì đầu bị thương nên không làm được. Lúc tỉnh lại, ngồi bên cạnh cô là Triệu Nhân Uyên, trên người cũng mặc bộ đồ ràng ri đi chơi núi Phượng Hoàng cùng họ. Màu xanh ấy giống hệt với người đã cõng cô trên lưng, lẽ đương nhiên làm cô tưởng rằng Triệu Nhân Uyên đã cứu cô. Trên thực tế lúc tập quân sự Triệu Nhân Uyên đã viết cho cô hai lá thư tình, nhưng lúc ấy cô thấy Triệu Nhân Uyên hơi thư sinh, không phải style mà cô thích vì vậy nên từ chối. Không ngờ được Triệu Nhân Uyên nhìn thì có vẻ thư sinh nhưng lại mạnh mẽ đến vậy. Suốt mấy tiếng đồng hồ leo núi luôn nắm chặt bàn tay cô. Sau đó hai người yêu nhau là lẽ dĩ nhiên. Diêu Hữu Thiên đến khi về nhà mới phát hiện đôi hoa tai hình bướm luôn đeo đã bị mất một chiếc. Đôi hoa tai ấy là mẹ đặc biệt mua tặng cô lúc sinh nhật tròn 18 tuổi. Đằng sau hình con bướm còn chắc chữ quy sao, chính là tên của cô. Sau tên Thiên Thiên trên hộ chiếu sẽ là Quang Quang, cho nên mẹ Diêu đặt khắc chữ quy đầu nhé các bạn. Nhớ đến việc bị lăn xuống dưới núi nên hoa tai rơi mất, nhưng cũng được cứu một mạng là cô đã cảm ơn trời đất rồi. Hôm trước trong nhà họ Cố, lúc nhìn thấy chiếc hoa tai của cô nằm trong ngăn kéo của Cố Thừa Diệu, cô kinh ngạc vô cùng. Cô vội vàng đi hỏi Uông Tú Nga, thời gian mà cô học đại học năm nhất ấy chính là lúc Cố Thừa Diệu bị vứt vào quân đội năm thứ hai. Lúc ấy mấy tháng trời anh không về nhà, không phải là luyện tập thì cũng là làm nhiệm vụ. Nhớ đến lần ấy chắc là lúc Cố Thừa Diệu đi làm nhiệm vụ vì vậy cứu cô xong thì vội vội vàng vàng đi mất. Chiếc hoa tai ấy chắc là lúc anh cõng cô, cọ đi cọ lại rồi rơi vào túi anh. Khi cô hiểu ra thì có thể giải thích được toàn bộ sự việc rồi. Tại sao cô khi cô dựa vào lưng Cố Thừa Diệu thì có cảm giác quen thuộc quá đỗi? Tại sao khi anh cõng cô thì cô lại có khoa khắc động lòng? Vì cảm giác của cô không bao giờ lừa dối cô. Cô từng để Triệu Nhân Uyên cõng thử nhưng không tìm lại được cảm giác lúc ấy. Thậm chí cô tưởng lúc ấy mình bị ngã đến mức mất tỉnh táo nên cảm giác sai lệch. Cho đến khi Cố Thừa Diệu cõng cô dựa trên lưng anh, cảm nhận cảm giác an toàn mà tấm lưng rộng lớn của anh mang lại. Cô đột nhiên hiểu được, cảm giác của cô chưa từng sai lệch. Người đàn ông cho cô cảm giác an toàn luôn là Cố Thừa Diệu. Cố Thừa Diệu, anh mới chính là người đã cứu mạng mình năm ấy. Cô chưa bao giờ nợ Triệu Nhân Uyên, nếu nợ thì là nợ Cố Thừa Diệu. Mạng của cô là Cố Thừa Diệu cứu được. Nghĩ đến đây Diêu Hữu Thiên không nhịn được mà thở dài. Nếu năm ấy Cố Thừa Diệu cứu cô rồi đừng bỏ đi mất, họ hiện giờ sẽ có kết cục như thế nào? Có khác bây giờ không? Lắc đầu, đem những món ăn đã nấu xong bưng lên bàn, chuẩn bị bát đũa cũng là lúc Cố Thừa Diệu về đến. Trên tay Diêu Hữu Thiên còn cầm một đôi đũa, thấy Cố Thừa Diệu về đến thì tay khựng tại, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào anh. Cố Thừa Diệu tối qua bị Diêu Hữu Thiên lửa, tắm ba lần nước lạnh mới đè được ngọn lửa rực trong lòng xuống, nhưng chính vì vậy mà anh bị mất ngủ. Cả đêm mất ngủ lăn qua lộn lại trong đầu không ngừng hiện ra hình dáng của Diêu Hữu Thiên, đặc biệt là lúc cô bị ném lên giường, thần thái trong ánh mắt mê người. Cho dù lúc ấy anh không nhìn đi chăng nữa nhưng ánh mắt quét qua vẫn đủ để nhớ như in hình ảnh ấy trong lòng. Ý nghĩ ấy lóe lên, bụng dưới lại căng chặt,
Kết quả suốt buổi tối, anh tắm đi tắm lại nước lạnh mấy lần, quá trình ấy làm sáng nay anh dậy không nổi. Lúc Diêu Hữu Thiên gõ cửa không phải là anh không nghe thấy mà là không thèm quan tâm, chỉ cần nhớ đến việc cô hại anh mất ngủ cả đêm, Cố Thừa Diệu tức giận vô cùng, sao có thể mở cửa cho cô được. Ai ngờ lúc sắp đi làm thì thấy trên bàn ăn còn bày sẵn bữa sáng, cảm giác của anh đột nhiên trở nên kỳ quái. Tất nhiên anh mạnh mẽ cố gắng không ăn bữa sáng đó, nhưng bây giờ đối diện với ánh mắt long lanh của Diêu Hữu Thiên, anh lại cảm thấy hơi áy náy. Chương 145, dám nói cô là bình hoa di động. Cố Thừa Diệu đã nghĩ, Diêu Hữu Thiên làm nhiều lần anh đều không thèm quan tâm thì cô sẽ tự bỏ cuộc thôi. Ai biết được tối nay Diêu Hữu Thiên vẫn tiếp tục, nhớ đến tâm trạng mình lúc nhìn bữa sáng hôm nay. Cố Thừa Diệu đột nhiên đứng bất động tại chỗ, anh về rồi à? Rửa tay xong thì có thể ăn cơm được rồi. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào anh, cơ thể của Cố Thừa Diệu dính chặt tại chỗ, định quay người bỏ đi như mấy hôm trước, nhưng lại thấy hành động của mình quá trẻ con, cộng thêm nơi này là nhà anh, dựa vào cái gì phải trốn tránh Diêu Hữu Thiên, nếu đi thì là cô phải đi mới đúng. Nhìn những món ăn trên bàn, không thể không nói Diêu Hữu Thiên rất hiểu mình, đều là những món anh thích, như thế thì sao? Lẽ nào cô tưởng rằng nấu cho anh một bữa cơm thì anh sẽ bị cô mua chuộc hay sao? Mơ đi nhé. Diêu Hữu Thiên thật ra có chút căng thẳng khó hiểu. Cô sợ Cố Thừa Diệu giống như ngày hôm ấy, căn bản không hề ăn mà đi mất. Vì vậy tùy ý mà không để ý đến anh nữa, tự lấy cho mình bát cơm sau đó ngồi xuống. Một phút, hai phút, năm phút sau Cố Thừa Diệu cuối cùng cũng ngồi trên bàn ăn. Anh múc một bát canh, uống thử. Phát hiện mặc dù không thể so với đầu bếp cao cấp nhưng cũng được coi là ngon mắt, hương vị hay màu sắc đều có đủ. Im lặng, Cố Thừa Diệu tự nhiên nhăn mày, nếu muốn đâm chọc thì cũng phải tìm được lý do chứ, hơi bị quá lửa. Lúc anh nói Diêu Hữu Thiên ngẩng đầu liếc anh một cái, thịt quá dài. Cố Thừa Diệu giống như nhà ẩm thực, bắt đầu ăn cơm, quá mặn, cô không biết là ăn nhiều muối sẽ có hại cho sức khỏe à, món này quá nhạt, món ăn chả có tí mùi vị gì thì sao mà ăn. Còn cái này nữa, màu sắc không hề đẹp tí nào, anh cố ý vạch lá tìm sâu, muốn xem thử Diêu Hữu Thiên có giận hay không, bàn tay bưng bát cơm của Diêu Hữu Thiên siết lại, đôi đũa bị cô nắm chặt đến mức đầy cả tay, cô biết, Cố Thừa Diệu đang muốn chọc giận cô, nếu cô thực sự tức giận vậy thì sẽ trúng kế của anh rồi, mỉm cười dịu dàng, Diêu Hữu Thiên dùng giọng điệu dịu dàng nhất mà nói với anh, biết rồi, ngày mai em sẽ sửa lại. Đôi đũa đang ăn cơm của Cố Thừa Diệu khựng lại, nhìn chằm chằm vào Diêu Hữu Thiên giống như là gặp ma vậy. Cô vẫn cười, trong ánh mắt long lanh không thất bất kỳ sự tức giận nào, chỉ có sự dịu dàng. Giọng nói của cô vô cùng ấm áp, giống như đang nói về thời tiết. Em lâu rồi không nấu cơm, tay nghề chưa rành lắm, để tránh lãng phí đồ ăn, anh hôm nay chịu khó ăn nhé. Cô cười rất dịu dàng, trong giọng nói còn kèm theo một chút tinh nghịch, nói xong thậm chí còn chớp chớp mắt. Thậm chí anh còn cảm thấy rõ tâm trạng của cô rất vui, những lời nói vốn định tiếp tục làm khó của Cố Thừa Diệu, đột nhiên vô thức mà nuốt xuống, mặt lạnh ngồi ăn cơm nhưng lại ăn được hẳn hai bát, đến lúc anh phát giác những món ăn mình vừa nói không ngon kia đã bị anh ăn hết sạch, mặt không được tự nhiên cho lắm, Cố Thừa Diệu chỉ nghĩ đến việc soi mói lỗi của Diêu Hữu Thiên, trước khi bước chân về phòng anh bất ngờ nở nụ cười, Cố Thừa Diệu rất nhanh đã thay xong bộ đồ tây trên người rồi ra ngoài. Đem vứt quần áo trên ghế sofa trong phòng khách, nếu cô đã thích làm việc nhà như thế, thì giặt luôn quần áo này nhé. Lúc này Diêu Hữu Thiên vừa rửa bát và dọn dẹp nhà bếp xong, nhìn thấy quần áo Cố Thừa Diệu vứt trên sofa nét mặt liền hiện rõ nụ cười khổ. Lẽ nào anh coi cô như người giúp việc rồi à? Cố Thừa Diệu ngồi trong xe nhìn những chiếc xe lướt qua hai bên đường trong lòng lại thấy khó chịu. Mấy hôm nay anh tìm đủ cách làm khó Diêu Hữu Thiên. Nhưng điều khiến anh thất vọng nhất chính là không hề thấy Diêu Hữu Thiên có bất kỳ hiện tượng tức giận nào, thậm chí cô còn đem những cái anh làm khó ra làm hết, anh nói đồ ăn mặn, cô liền nấu nhạt hơn, anh nói quần áo giặt không sạch, cô liền đem đi giặt lại lần nữa, thậm chí anh nói bụi trong phòng khách quá nhiều, cô liền lau chùi sạch sẽ, anh muốn lên cơn nhưng lại không có cách nào thực hiện, anh thấy toàn bộ sức lực của mình đều nhẹ như bông hoàn toàn không có tí tác dụng nào. Mà mỗi lần nhìn thấy ánh mắt long lanh mỉm cười của Diêu Hữu Thiên nhìn vào mình, anh lại cảm giác bản thân thật là nhàm chán, thật là trẻ con đến buồn cười, không muốn để ý nhưng lại không nhịn được. Mỗi lần thấy mặt Diêu Hữu Thiên bình thản anh đều có kích động muốn xông lên xé nát sự bình thản ấy, anh muốn xem thử cô có thật sự nhịn được hay không.
Tiểu Mã lái xe cẩn thận liếc trộm sắc mặt của Cố Thừa Diệu, từ lúc lên xe đến giờ sắc mặt của sếp vô cùng u ám, hiện giờ họ đang đi tham dự lễ khởi quay của người ta, mặt sếp cứ đen thế này thì phải làm thế nào? Tam thiếu, cẩn thận liếc qua thái độ của Cố Thừa Diệu, Tiểu Mã không nhịn được mà nhắc nhở anh, lễ khởi quay của Nghị Tinh lần này cũng là cơ hội tốt để quảng cáo cho công ty. Cố Thừa Diệu ngước mắt, lườm anh một cái, anh đương nhiên biết rõ công ty điện ảnh Ngự Tinh lần này có quay một bộ phim ở thành phố Y, trong đó có cảnh quay tại Cố Thị, vì vậy bộ phận ngoại giao của Cố Thị đề xuất hỗ trợ cho Ngự Tinh, tiện thể làm quảng cáo cho công ty mình. Cố Thừa Diệu đồng ý, bất kỳ cơ hội nào có thể tuyên truyền về công ty, anh đều không bỏ qua, chính vì vậy hôm nay anh mới đến tham gia lễ khởi quay này, lần này Ngự Tinh quay một bộ phim lấy bối cảnh hiện đại. Ngôi sao điện ảnh hạng A Triệu Bách Xuyên là diễn viên chính, nữ chính là một nghệ sĩ mới nổi trên TV Hà Nhược Băng. Vừa xuống xe Cố Thừa Diệu liền hướng về phía hội trường gặp ngay một người phụ nữ vừa bước ra. Người phụ nữ ấy trên tay cầm hai miếng giấy, mắt vẫn còn ướt. Bước chân đang tiến về phía hội trường của anh dừng lại. Là cô à, Luna không ngờ gặp được Cố Thừa Diệu ở đây. Mắt cô sáng rực lên, Tam thiếu, sao cô lại ở đây? Cố Thừa Diệu nhìn lối đi vào hội trường. Lại nhìn Luna một cái, Luna quẹt nước mắt trên mặt, không có gì, Tam thiếu anh làm việc đi, tôi về trước, có chuyện gì thì nói cho tôi nghe thử, vì đối phương cũng đã cung cấp tin tức của Bạch Yên Nhiên cho mình mấy lần, nếu chỉ là một chuyện nhỏ Cố Thừa Diệu không ngại mà giúp cô một tay, tôi, Luna cắn môi, trên khuôn mặt diễm lệ hiện lên nét xấu hổ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, không cần đâu, Tam thiếu việc của anh nhiều như vậy. Không cần mất công vì chuyện của tôi mà phải bận tâm, cô là bạn của Yên Nhiên, cũng chính là bạn của tôi. Nhắc đến Yên Nhiên, Cố Thừa Diệu chợt phát hiện bản thân mấy ngày nay đã không còn nhớ đến cô nữa, anh mà lại bạc tình thế này sao? Trong lòng nhất thời nghĩ đến Yên Nhiên mà cảm thấy áy náy, loại tâm trạng này tự động chuyển đến Luna bạn của Bạch Yên Nhiên, có chuyện gì cần giúp thì cứ nói, thật ra cũng không có chuyện gì. Luna lắc đầu, tôi không muốn đi làm ở quán bar nữa. Nhưng lại không có bằng cấp, tôi nghe nói bộ phim này của đạo diễn Trương còn thiếu vài diễn viên nên muốn đến thử vai, nhưng bọn họ lại trực tiếp từ chối tôi, làm diễn viên à? Cố Thừa Diệu gật đầu, tay cô đang cầm là lý lịch của cô à? Ừ, Luna gật đầu, cũng không hẳn là lý lịch, chỉ là một phần tự giới thiệu, hy vọng họ xem thử. Cố Thừa Diệu cầm lấy, như vậy đi, tôi giúp cô nói với người bên Ngự Tinh một tiếng, nhưng diễn viên chính của đối phương đã quyết định hết rồi. Tôi diễn vai phụ cũng được, ánh mắt Luna hiện rõ vẻ vui mừng, Tam thiếu, tôi chỉ cần có cơ hội làm diễn viên là được rồi, tôi không ngại đâu, tôi, được, tôi biết rồi. Cố Thừa Diệu thấy thời gian cũng không còn sớm định bước vào hội trường, lát nữa tôi sẽ nói với người bên Ngự Tinh một tiếng, bây giờ cô về trước đi, cảm ơn Tam thiếu, Luna gật đầu ly lại cảm ơn rồi mới rời đi. Sau khi cô đi, Cố Thừa Diệu đưa phần lý lịch ấy cho Tiểu Mã, dù sao Cố Thị cũng là một đơn vị tài trợ, muốn để đối phương sắp xếp một vai diễn thì cũng không có vấn đề gì lớn, lễ ra mắt lần này đối Ngự Tinh mà nói chỉ là một bộ phim bình thường, nhưng vì có sự tham gia của ngôi sao điện ảnh hạng A Triệu Bách Xuyên làm cho bộ phim chưa quay đã hot, giới truyền thông đều phái phóng viên đến cố gắng cực lực để lấy tin tức. Trong phòng nghỉ, Hà Nhược Băng đuổi trợ lý ra ngoài, bước đến trước mặt Triệu Bách Xuyên. Phóng viên hôm nay đông thật đấy, em thấy doanh thu của bộ phim này chắc không tệ đâu. Triệu Bách Xuyên không thèm để ý đến cô ta, đối với Hà Nhược Băng, anh ngoài cảm giác ghê tởm thì vẫn là ghê tởm. Lần trước scandal giữa anh và Diêu Hữu Thiên, cuối cùng bên công ty đã ém xuống, có điều không cần nói cũng biết chuyện đó chắc chắn có mối liên quan đến người phụ nữ này. Cho người theo dõi anh, Hà Nhược Băng, to gan thật, chai chà, thật là lạnh lùng. Hà Nhược Băng vòng hai tay lên cổ anh, thổi hơi bên cổ anh, Triệu Bách Xuyên, anh không biết là anh càng làm như vậy thì em lại càng không thể buông tay sao, cô bị bệnh. Triệu Bách Xuyên bình tĩnh gạt tay cô ta xuống, sau đó đẩy cô ra, cũng có thể bệnh không nhẹ đâu, lại vòng tay lên cổ anh lần nữa, anh nói thử xem, nếu lát nữa em nói với đám phóng viên là anh với em đang yêu nhau, thì bộ phim này có phải là sẽ hot hơn nữa không? Bộ phim này có hot hơn nữa hay không thì tôi không biết. Nhưng sau này cô không còn được diễn bộ phim này nữa, cũng không thể đóng diễn viên chính, thì tôi có thể khẳng định được, Triệu Bách Xuyên không làm gì nhiều, cho dù cả người Hà Nhược Băng dán lên người anh, thì anh vẫn có thể bình tĩnh như một nhà sư, thật à,
Ánh mắt Hà Nhược Băng hiện lên vẻ không cam tâm nhưng rất nhanh lại cười rộ. Không sao, em yêu anh như vậy, em tin sẽ có một ngày, anh sẽ cảm động. Triệu Bách Xuyên lần nữa đẩy tay cô ta xuống, phủi phủi quần áo. Cô có thời gian để lãng phí trên người tôi, chi bằng bỏ thời gian ấy ra để tập diễn xuất của cô. Tôi còn không muốn sau khi bộ phim được công chiếu lại nghe người ta nói tôi cùng đóng chung với một bình hoa di động đâu. Khóe miệng Hà Nhược Băng giật giật. Cái tên Triệu Bách Xuyên đáng chết này lại dám nói cô là bình hoa di động. Ánh mắt phát ra tia vô cùng phẫn nộ. Chương 146, cô bị thiểu năng à? Cố Thừa Diệu vì gặp được Luna mà lại nhớ đến Bạch Yên Nhiên. Anh đột nhiên rất ghét bản thân mình. Thời gian này dường như anh rất ít nhớ đến Bạch Yên Nhiên. Từ khi nào mà anh đã trở nên bạc tình bạc nghĩa như vậy? Tâm trạng xấu đi. Sắc mặt của anh cũng ngày càng khó coi, sắc mặt ấy duy trì đến tận lúc anh bước chân vào hội trường, ở lối vào anh gặp phải Triệu Bách Xuyên cũng đang định bước vào, anh không chịu được mà nhăn mặt một cái, anh còn chưa quên người đàn ông này có mấy lần quá thân mật với Diêu Hữu Thiên. Triệu Bách Xuyên cũng nhìn thấy Cố Thừa Diệu, anh nhếch khóe miệng, Cố Tổng cũng đến tham dự lễ khởi quay của ngày hôm nay à, bộ phim này anh Triệu làm diễn viên chính, tin chắc là sẽ có doanh thu cao đấy, phép xã giao vẫn phải có chứ. Nhất định rồi, người nói câu này là Hà Nhược Băng đang bước ở phía sau, cô đưa tay vòng lên cánh tay Triệu Bách Xuyên, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ, ai mà không biết diễn xuất của Bách Xuyên được mọi người công nhận chứ. Cố Thừa Diệu nheo mắt, nhìn dáng điệu thân mật của Triệu Bách Xuyên và Hà Nhược Băng, đột nhiên cười rồi, chắc chắn, giới showbiz hỗn loạn cỡ nào, cho dù không ở trong đấy nhưng cũng được nghe nói, những nghệ sĩ nhỏ ở Bắc Đô, để nổi danh thì điều gì cũng làm được. Vì vậy nhìn tri ê ực Bách Xuyên này chắc cũng không sạch sẽ được bao nhiêu. Trong lòng anh đột nhiên thấy thoải mái đến khó hiểu. Diêu Hữu Thiên còn nói cái tên Triệu Bách Xuyên này là bạn cô. Bây giờ thấy thế này chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Về sau anh thật sự phải khuyên cô tránh xa Triệu Bách Xuyên một chút. Cố Thừa Diệu không hề phát hiện ra hiện tại mỗi lần gặp phải chuyện liên quan đến Diêu Hữu Thiên anh liền chủ động buông bỏ chuyện của Bạch Yên Nhiên. Mà nguyên ngày hôm nay anh đều không nhớ đến Bạch Yên Nhiên nữa. Buổi chiều nổi gió, trong đài phát thanh bắt đầu thông báo về thời tiết, thông báo tối nay sẽ có bão đổ về, thành phố Y vốn sát biển, thường xuyên có bão, Diêu Hữu Thiên ở trong phòng làm việc không để ý đến, có đến lúc tan sở cô nhận được cuộc gọi từ công trường nói là có một phần nguyên liệu có vấn đề, Diêu Hữu Thiên lập tức đến công trường, vì bão đã đổ bộ vào thành phố lân cận nên chiếc xe chở nguyên vật liệu bị lỡ trên đường vận chuyển, không đến được, lần này giám đốc Lưu bên Hồng Cảnh đích thân gọi điện thoại cho cô. Nói là muốn rời thời gian giao hàng đến 2 ngày sau, hiện nay mưa to gió lớn, phải đợi hết bão rồi nói, công nhân vẫn không biết, vì bão chưa đến, công nhân vẫn còn đang làm việc trên công trường, lúc Diêu Hữu Thiên đến được công trường thì trời bắt đầu mưa, cô thông báo cho công nhân biết lúc nào nguyên vật liệu mới được đưa đến, rồi thuyết phục công nhân yên tâm, bão cũng sắp đến rồi đề xuất cho họ được về nhà sớm, cuối cùng kiểm tra tiến độ công trình một lượt, thi công phần thô cũng đã sắp đổ mái rồi. Công trình cũng coi là tiến triển thuận lợi, từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, Diêu Hữu Thiên luôn lấy an toàn làm đầu, nếu cô không đến thì Tiểu Mã cũng hay đến, cho dù có bão cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Diêu Hữu Thiên kiểm tra lại một lần nữa cũng yên tâm hơn, đang định đi về thì phát hiện chiếc xe taxi đưa cô đến đã đi mất từ lâu rồi, trên công trường chỉ còn lại mỗi mình cô, mưa càng ngày càng lớn, Diêu Hữu Thiên trốn vào sâu bên trong, nhìn bên ngoài mưa không ngớt. Trời mùa hè gặp phải bão mạnh như vậy, Diêu Hữu Thiên thấy mưa này không thể tạnh mà lại còn lớn hơn, lần đầu tiên Diêu Hữu Thiên thấy hối hận vì sao không học lái xe, trời tối dần, mưa ngày càng lớn, còn kèm theo tiếng sét đánh ầm ầm, cũng đã là mùa cuối thu, gió lớn kèm theo mưa bão đổ xuống, cho dù cô có trốn sâu bên trong công trình thì vẫn cảm thấy lạnh, Diêu Hữu Thiên chà sát cánh tay, lấy điện thoại gọi taxi. Nhưng vì trời mưa quá lớn nên đợi mãi mà không thấy xe đến đón cô, chỗ này lại cách xa trung tâm thành phố, lạnh quá, mặc dù hôm nay Diêu Hữu Thiên mặc áo tài tay nhưng vẫn cảm thấy lạnh, nhìn điện thoại của mình, cuối cùng cô quyết định gọi cho Cố Thừa Diệu, Cố Thừa Diệu không bắt máy, nghỉ một lúc cô nhắn tin cho anh, bỏ điện thoại vào trong túi, Diêu Hữu Thiên ngồi xổm nhìn mưa đang trút xuống, mấy ngày nay liên tục bị Cố Thừa Diệu làm khó. Mỗi ngày ứng phó với các vấn đề mà anh đưa ra mệt đứt hơi, cô tưởng anh chơi một hai lần thì chán, ai biết được một tuần rồi mà anh vẫn chưa thôi,
Cô vốn định đợi đến lúc dì Dương quay lại làm việc thì cô có thể không cần đối mặt với sự khó dễ của Cố Thừa Diệu nữa. Không ngờ hôm qua cô gọi cho dì Dương, lại biết được dì Dương đã được Cố Thừa Diệu cho nghỉ việc rồi. Không cần phải hỏi nữa, chắc chắn là Cố Thừa Diệu muốn hành hạ cô rồi. Định tìm Cố Thừa Diệu cãi một trận nhưng như vậy cũng không được. Anh định làm như thế để cô nổi cơn lên, sau đó anh sẽ mượn cớ này là phản kích cô. Thở một hơi dài, tạm thời Diêu Hữu Thiên không muốn gây căng thẳng với Cố Thừa Diệu, dù sao những chuyện đó cô cũng ứng phó được, chỉ là hơi mệt thôi. Sự mệt mỏi này là vì không biết sự nỗ lực của cô liệu có được đền đáp hay không. Diêu Hữu Thiên từ nhỏ đã được ba mẹ dạy dỗ, muốn đạt được điều gì thì bản thân phải cố gắng phấn đấu, vì hoàn cảnh lúc ấy, nhà họ Diêu quả thực không có cách nào cho mấy người con điều kiện sinh hoạt tốt nhất, mấy anh em họ đều sống như vậy. Nhưng trên thế gian này luôn có những chuyện mặc dù bạn đã cố gắng nỗ lực mà vẫn không thể có được. Tình cảm của con người, nếu có thể dùng ý nghĩ để thay đổi thì làm gì còn phát sinh nhiều vấn đề đến vậy. Muốn xóa bỏ hình bóng Bạch Yên Nhiên trong lòng Cố Thừa Diệu để thay mình vào đó thì đối với Diêu Hữu Thiên mà nói còn khó hơn cả việc thi đại học hoặc lấy được một công trình. Thở dài một tiếng, con đường này thật sự không dễ đi. Một cơn gió thổi đến, cô thấy lại càng lạnh thêm. Cái tên Cố Thừa Diệu có khi nào cố ý muốn hành hạ mình nên không đến không? Hơi nhăn mày lại, cô dường như quên mất là Cố Thừa Diệu thích nhất là cô sống không vui sướng gì. Sao anh có thể đến đây tìm cô chứ? Mưa ngày càng lớn, mưa như trút nước khiến cảnh vật trước mắt trở thành một màn mờ ảo. Nhìn ra xa, chỉ thấy toàn mưa là mưa, gió thổi đến còn mang theo hơi ẩm của nước mưa. Cô thấy càng lúc càng lạnh, ôm chặt lấy người mình, cuộn tròn trong một góc của công trường, thở dài một tiếng. Tình hình này hôm nay chắc cô phải ở lại đây qua đêm rồi. Diêu Hữu Thiên chuẩn bị sẵn tinh thần phải ở lại công trường một đêm, tay ôm lấy đầu gối ngồi thu lưu một góc, bất giác gục lúc nào không biết. Điện thoại kêu mấy lần cô đều không nghe thấy. Diêu Hữu Thiên, Diêu Hữu Thiên, cô đang ở đâu? Diêu Hữu Thiên, trả lời cho tôi. Tiếng gió gào rít, khoảnh khắc ấy cô tưởng chừng mình đang nằm mơ, mở mắt ra thì âm thanh ấy đã biến mất, quả nhiên là cô đã nằm mơ. Lúc Diêu Vũ Thiên còn đang suy nghĩ thì phía trước đường như có ánh sáng, cô đứng dậy nhưng vì ngồi quá lâu nên bị tê chân, cả người sụp xuống, xém chút ngã xuống đất. Cô bám men theo tường, ngay khi định đi ra ngoài thì nhìn thấy ở lối vào có một bóng hình cao lớn, Cố Thừa Diệu trên tay cầm đèn pin, mặc dù có ô nhưng áo sơ mi trên người đã bị mưa ướt từ bao giờ, ngăn cách bởi xi măng, sắt thép trên nền đất của công trường, hai người đứng yên tại chỗ. Dưới ánh sáng trắng của đèn pin mà đối diện nhau, trong lòng của Diêu Hữu Thiên đột nhiên bình tĩnh lại, cảm giác ấy giống y hệt nhiều năm trước, cô tưởng chừng mình chết chắc rồi nhưng lại có người cứu, Cố Thừa Diệu, cuối cùng anh cũng đến, cô bất ngờ cười rộ lên, cô bị thiểu năng à. Cố Thừa Diệu thấy Diêu Hữu Thiên cười trong lòng càng tức giận, biết là có bảo mà cô còn không về nhà, chạy đến công trường làm cái gì. Diêu Hữu Thiên mặc kệ cho anh la mắng cũng không cãi lại. Niềm vui sướng khi được Cố Thừa Diệu đến đón vượt qua tất cả, cô cười vô cùng rạng rỡ, cho dù mưa gió ngoài kia gào rít nhưng Cố Thừa Diệu lại thấy nụ cười của cô rạng rỡ như ánh mặt trời, gạt hết tất cả mưa to gió lớn, trong lòng rung động, thái độ cũng hiền hòa đi nhiều. Người phụ nữ trước mặt lúc này thực ra hơi thảm hại, nhưng anh lại chỉ thấy cô rất đẹp, đẹp vô cùng. Một cơn gió nữa thổi đến, anh lấy lại bình tĩnh, nhét ô vào tay Diêu Hữu Thiên, đi về thôi. Cố Thừa Diệu bước vài bước mới phát hiện Diêu Hữu Thiên chưa cầm ô, đứng im bất động. Cô muốn qua đêm ở đây à? Diêu Hữu Thiên lắc đầu, cười khổ rồi chỉ vào chân mình. Vừa rồi ngồi lâu quá, chân bị tê rồi. Khóe miệng Cố Thừa Diệu giật giật, người phụ nữ đáng chết này, thật sự là. Lùi về sau vài bước khom người xuống, anh nhớ ra đây là lần thứ hai anh làm động tác này, nhưng lại cảm giác rất quen thuộc. Lên đi, Diêu Hữu Thiên lại cười. Đưa tay ra vòng lên cổ Cố Thừa Diệu, dán mặt lên lưng anh, mặc dù lưng anh đã bị mưa ướt nhưng Diêu Hữu Thiên chỉ cảm thấy rất ấm áp. Cố Thừa Diệu, cảm ơn anh. Vào khoảnh khắc anh cõng cô, Diêu Hữu Thiên mở lời nói cảm ơn, bước chân vốn định bước đi của anh khựng lại. Cô nghe thấy Cố Thừa Diệu cất lời vô cùng mất tự nhiên, cô im miệng cho tôi, nếu không phải cô chạy lung tung thì sao anh phải ra khỏi nhà lúc trời mưa bão thế này chứ. Giọng điệu cứng ngắc, tiếng nói cố gắng đè nén khiến Diêu Hữu Thiên cười rạng rỡ hơn. Cố Thừa Diệu, lẽ nào anh đỏ mặt à? Tấm lưng rộng ấy phút chốc căng cứng, cô muốn tôi vứt cô xuống phải không? Em nhìn thấy mặt anh đỏ rồi. Diêu Hữu Thiên, giọng nói của Cố Thừa Diệu mót méo,
gần như là phẫn hận mà nhét đèn pin cho cô, cầm lấy. Diêu Hữu Thiên một tay cầm đèn pin, một tay cầm ô, để mình không bị rơi xuống, cô chỉ còn cách dựa sát người vào Cố Thừa Diệu. Bước chân của Cố Thừa Diệu khựng lại lần nữa nhưng rất nhanh mà đi tiếp. Mưa rất lớn, cô dường như không thấy được con đường trước mặt, đưa ô che trên đầu của Cố Thừa Diệu nhưng lại bị Cố Thừa Diệu đẩy về phía cô. Che cho mình đi, không cần để ý đến tôi, dù sao người anh cũng ướt hết rồi, có che đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Bàn tay cầm ô của Diêu Hữu Thiên siết chặt hơn nữa, đưa mặt lại gần cổ của Cố Thừa Diệu. Cố Thừa Diệu, anh cứ như thế này thì làm sao em không yêu cơ chứ? Chương 147, coi anh là cầm thú. Cố Thừa Diệu, anh cứ như thế này thì làm sao em không yêu cơ chứ? Vốn định thu lòng lại nhưng lúc này cô phát hiện không những tim không thu lại được nữa mà ngược lại còn cho đi nhiều hơn. Hơi buồn cười nhưng cũng ấm áp, chỉ còn cách đưa mặt tiến sát lại gần người của Cố Thừa Diệu. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Diêu Hữu Thiên, hầu kết Cố Thừa Diệu chuyển động lên xuống không ngừng. Điều đầu tiên xẹt qua trong đầu chính là nụ hôn ngọt ngào trong phòng anh hôm trước. Nhăn mày, gạt bỏ những suy nghĩ không nên có, bước chân của anh vững chãi mà ổn định bước về phía chiếc xe đang dừng bên ngoài. Mặc dù có ô nhưng mưa to gió lớn, đến lúc hai người lên được xe thì đã ướt quá nữa. Diêu Hữu Thiên chỉ có đầu không bị ướt chứ lưng và chân đều sung nước rồi. Vừa lên xe thì hắt xì một cái. Cố Thừa Diệu tìm được khăn mặt đưa cho cô, cô lau sơ nước trên người mới thấy Cố Thừa Diệu còn ướt hơn cả cô, tóc vẫn còn đang nhiễu nước xuống, không nghĩ nhiều mà đưa tay ra định lau khô tóc cho anh. Cố Thừa Diệu đang khởi động xe thì bị Diêu Hữu Thiên lau tóc, anh khựng lại, cảm nhận được ngón tay nhỏ nhắn của cô sượt qua mặt mình, đẩy tay cô ra, anh ngồi thẳng người lên, về nhà rồi tính. Gương mặt lạnh lùng của anh lại không làm cho Diêu Hữu Thiên sợ, anh vừa nói, về nhà rồi tính. Về nhà à, anh nói là nhà, tốt quá, trong mắt phát ra tia vui mừng, cô thu tay mình lại, được, về nhà rồi tính. Sự vui mừng trong giọng nói của cô khiến Cố Thừa Diệu khó hiểu, anh càng nhìn lại càng không nghĩ ra, người phụ nữ này, rốt cuộc là muốn làm gì. Diêu Hữu Thiên biết anh rất thắc mắc nhưng cũng không giải thích, mở nhạc trên xe lên, giọng hát của nữ ca sĩ vang lên nhẹ nhàng, em tuyệt đối sẽ không nói em yêu anh, lời nói chẳng có ý nghĩa gì hết. Tình yêu tràn đầy thì sao không có dấu vết, em không muốn là một hạt cát trong mắt anh, em làm cách nào nói em yêu anh, người ta nói là sự dũng cảm ngờ nghệch, có thể sẽ được nghe anh nói câu xin lỗi, em không biết em có thể lấy gì để phòng khoáng mà chống lại nó, mỗi lần gặp mặt không thở được, em nghi ngờ anh có vũ khí khiến người ta nghẹt thở, vừa buồn tủi vừa bướng bỉnh vừa ghen tức, chỉ có thể ghét anh trách anh yêu anh mà xáo trộn chính mình, em tuyệt đối sẽ không nói em yêu anh. Đây là sự hiểu ngầm cuối cùng còn lại giữa hai chúng ta, em tin chắc rằng đó là khoảng cách lương thiện nhất giữa người với người, không yêu được anh thì sao phải làm khó anh, em tuyệt đối sẽ không nói em yêu anh, ngay cả nước mắt em cũng vùi vào đáy mắt, em rất kinh ngạc rằng em cũng có thể chấp nhận giữ bí mật, để anh cảm thấy em cũng thần bí như vậy, em đối với ai cũng rất trẻ con, duy nhất chỉ đối với anh là có lý trí, trong cuộc đời có rất nhiều đạo lý và vô lý. Tương lai không nhìn thấy được ấy em không hề quan tâm, ý cười trên mặt Diêu Hữu Thiên hơi nhạt đi, ánh mắt vô thức lướt qua Cố Thừa Diệu, anh đang tập trung lái xe, mưa gió rất lớn, đường đi đều không còn nhìn thấy rõ, may là vì có bão nên trên đường cũng không đông xe, tốc độ lái xe của anh cũng không nhanh, rất tập trung, rất nghiêm túc, nhìn nghiêng mặt anh Diêu Hữu Thiên mím chặt môi, không được nói ba chữ kia, quay mặt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Tâm trạng vui vẻ khi Cố Thừa Diệu đến tìm cô đột nhiên biết mất không còn dấu vết. Diêu Hữu Thiên thời gian gần đây hơi mệt, lại bị ngấm mưa, nửa đêm bắt đầu lên cơn sốt. Cô ngủ rất sâu mặc dù người không được khỏe cũng không cảm nhận được. Ngủ một mạch đến sáng, chuông báo thức gọi cô dậy, chỉ thấy cả người vô cùng nặng nề, đầu óc choáng váng. Lúc này mới phát hiện đã là 7 giờ rưỡi, cố gắng gượng dậy, vừa ra khỏi phòng thì thấy Cố Thừa Diệu cũng vừa dậy. Anh dậy rồi à? Bước chân của Diêu Hữu Thiên hơi chao đảo, cô vừa cất lời mới phát hiện giọng cô khàn hẳn đi, chênh chuệnh choạng xém chút ngã xuống đất thì có một đôi tay kịp thời đỡ lấy cô, cú áp Thừa Diệu vừa chạm vào Diêu Hữu Thiên mới thấy cô nóng đến kinh người, cô không sao chứ, nhìn cô có vẻ không được khỏe, nâng tay đặt lên trán cô, nhiệt độ có thể đem rắn trứng được luôn rồi, cô bị sốt rồi, anh nhăn mặt còn chưa kịp phản ứng thì Diêu Hữu Thiên đã vịn vào tay anh đứng dậy, anh đợi chút, bây giờ em đi nấu đồ ăn cho anh, mấy ngày nay Cố Thừa Diệu mặc dù vẫn mới mốc nhưng cũng ngoan ngoãn mà giải quyết hết đồ ăn mà cô nấu,
mà cô thật ra cũng rất thích hưởng thụ loại cảm giác ấy. Cô điên rồi à? Cố Thừa Diệu một lần nữa cảm thấy não người phụ nữ này không bình thường. Cô có biết mình đang bị sốt không hả? Bị sốt? Diêu Hữu Thiên ngẩng đầu, gương mặt nóng đến ửng đỏ nhìn vào Cố Thừa Diệu. Em bị sốt à? Cô là người đàn bà thiểu năng. Cố Thừa Diệu không hiểu nổi tâm trạng của mình. Anh từ trước đến giờ rất khỏe. Cơn mưa ngày hôm qua đối với anh mà nói chả là gì cả. Nhưng Diêu Hữu Thiên bị gió lạnh thổi cả buổi, lại dầm mưa, không bị cảm mới lạ. Bế ngửa cô lên, Cố Thừa Diệu đưa cô về phòng, đặt cô lên giường. Bị bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt. Em phải đi làm. Diêu Hữu Thiên định ngồi dậy lại bị Cố Thừa Diệu ấn xuống. Cô nghe không hiểu tiếng người à? Tôi nói là bị bệnh thì phải nghỉ ngơi đi. Nhưng Diêu Hữu Thiên cắn môi, biểu cảm có chút tủi thân. Em còn chưa nấu đồ ăn cho anh. Diêu Hữu Thiên, cô là đồ ngốc. Bản thân Cố Thừa Diệu cũng không biết anh đang tức cái gì. Cô coi anh như cầm thú sao? Không có tính người đến vậy à? Cô không được khỏe còn gắng gượng nấu đồ cho anh ăn. Đủ rồi đấy, anh thấy là cô muốn bị mắng thì đúng hơn. Cô nằm nghỉ, tôi đi gọi điện cho bác sĩ. Diêu Hữu Thiên chớp chớp mắt, người này là Cố Thừa Diệu sao? Ngay lúc Cố Thừa Diệu ra khỏi phòng, cô đột nhiên kéo tay anh lại. Em uống thuốc là được rồi, anh đi mua thuốc giúp em nhé. Cố Thừa Diệu cúi đầu, ánh mắt đặt trên bàn tay đang kéo tay anh của cô, lòng bàn tay nóng phỏng, nhiệt độ này chắc sốt không nhẹ đâu. Cô phải khám bác sĩ. Em ghét tim lắm, em thật sự chỉ cần uống thuốc là được rồi. Lúc nói câu này cô phải gắng hết sức, mặc dù bị bệnh nhưng cô vẫn rất cố chấp. Em không tim đâu, em, đầu đau quá, cổ họng đau rát, ho một lúc đến đỏ cả mặt. Dáng vẻ của quỷ ấy khiến Cố Thừa Diệu muốn nổi điên, cuối cùng chỉ gạt tay cô ra. Được rồi, tôi đi mua thuốc cho cô. Diêu Hữu Thiên dường như thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhìn vào Cố Thừa Diệu. Cảm ơn anh. Khóe miệng Cố Thừa Diệu giật giật, nhìn mặt cô yếu ớt, giọng nói vẫn cứng nhắc, không khỏe thì ngủ đi, nói nhiều thế làm gì. Đầu Diêu Hữu Thiên rất choáng váng, mắt đau, đầu đau, tứ chi không có sức, cả người mềm nhũn. Định cãi là cô đâu có nói nhiều nhưng không địch nổi sự khó chịu trong người, nhắm mắt liền ngủ say. Cố Thừa Diệu mua thuốc về, tiện thể mua luôn một chiếc hộp đựng thuốc. Anh từ nhỏ đến lớn đều là đứa trẻ khỏe mạnh, lại thường xuyên tập luyện, cơ bản chưa từng bị bệnh, do đó trong nhà không có những loại thuốc thường dùng. Lúc quay về thấy trời vẫn còn mưa, dự báo thời tiết nói sẽ mưa vài ngày, gọi điện cho Tiểu Mã nói mình không đến công ty, xong anh mới mang thuốc vào phòng Diêu Hữu Thiên. Cô vẫn đang ngủ, sắc mặt đỏ bừng, đưa nhiệt kế dưới nách cô, động tác này không tránh khỏi động vào người cô, da cô nóng đến kinh người. Lúc này Cố Thừa Diệu không hề có bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào, chỉ lạnh mặt đặt nhiệt kế. Cơ thể của cô yếu đến mức nào mà mới dầm mưa một lúc đã bị cảm. Cảm giác được sự đụng chạm của anh, Diêu Hữu Thiên đang ngủ mơ mơ tỉnh tỉnh mở mắt ra, thấy là anh thì nhoẻn miệng cười, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nụ cười hoàn toàn tin tưởng ấy khiến Cố Thừa Diệu cảm thấy khó hiểu. Cô tin tưởng anh đến thế sao? Nhìn chằm chằm vào Diêu Hữu Thiên một lúc, anh mới nhớ ra phải cho cô uống thuốc. Diêu Hữu Thiên, đừng ngủ nữa, dậy uống thuốc đi. Gọi mấy lần Diêu Hữu Thiên cứ như là không nghe thấy. Ngủ rất say, Cố Thừa Diệu nhìn dáng vẻ của cô đưa tay đỡ cô ngồi dậy, bỏ thuốc vào miệng định cho cô uống Nuaxle, thấy cô theo bản năng mà nhổ thuốc ra. Diêu Hữu Thiên, cô tưởng mình là trả con chắc. Sắc mặt của Cố Thừa Diệu không được tốt cho lắm, lại bỏ thuốc vào miệng cô lần nữa, nhưng người đang ngủ lại còn bị sốt làm sao biết nuốt thuốc xuống chứ. Cố Thừa Diệu nhìn thẳng vào mặt Diêu Hữu Thiên, không hề khách khí mà đưa tay vỗ hai cái lên mặt cô. Lực vỗ không nhẹ nhưng Diêu Hữu Thiên vẫn không có ý tỉnh lại, nheo mắt đưa ly nước đến bên miệng cô rót vào nhưng nước cứ thế mà chảy sang hai bên khóe miệng. Ánh mắt Cố Thừa Diệu phát ra tia sắc lạnh, mím chặt môi, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, không nhìn được ra là anh đang nghĩ gì. Diêu Hữu Thiên vẫn mà thấy rất mệt, cô nhăn mặt, có thể thấy virus đang hành hạ cô. Cánh tay đỡ cô của Cố Thừa Diệu siết chặt, cuối cùng cắn răng uống một ngụm lớn trong cốc nước. Sau đó tiến sát về phía Diêu Hữu Thiên, môi chính xác mà bao trùm lấy môi cô, anh đưa nước mớm cho cô, vị đắng của thuốc cũng tan vào miệng anh. Anh không dừng lại mà tiếp tục động tác trên miệng, miệng của Diêu Hữu Thiên bị chặn lại theo bản năng mà nuốt nước xuống. Viên thuốc được cô nuốt xuống, Cố Thừa Diệu trút được gánh nặng nhưng sợ cô vẫn chưa nuốt xuống hoàn toàn nên lại mớm cho cô một ngụm nước nữa. Xác định là cô đã nuốt thuốc xuống hoàn toàn, lúc này Cố Thừa Diệu mới buông cô ra, tay anh vẫn còn ôm cô. Diêu Hữu Thiên lúc này giống như một lò nung vậy,
vì bị bệnh nên mặt rất đỏ, mà vì cái hôn vừa rồi nên mặt cô càng đỏ hơn. Ánh mắt của Cố Thừa Diêu chầm chầm nhìn vào môi cô, mặc dù là bị sốt nhưng môi cô vẫn mềm mại ấm áp ngọt ngào, cộng thêm nhiệt độ nóng bỏng hơn bình thường, giống như một chiếc bánh tao tươi ngon, mùi vị hấp dẫn, thậm chí anh có ý kích động muốn tiếp tục động tác vừa rồi, hít một hơi thật sâu, nảy sinh dục niệm với một người bệnh, cảm giác ấy khiến anh thấy mình rất đê tiện. Đặt Diêu Hữu Thiên nằm lại, định ra ngoài thì nghe thấy Diêu Hữu Thiên thì thầm một câu, người anh ngay tại chỗ bất động. Cố Thừa Diệu, em thích anh.